Thì hôm nay thì đội dọn dẹp vệ sinh là dỡ cái rác đi. Những cái gì mà không sử dụng được thì đem đi đổ bỏ quý vị ạ. Qua là alo, ôi cái tấm ván này à, cái tấm ván này có coi có xài được không hả? Thôi cái tấm ván này để lại đi anh ơi, để lại đi. Ồ cái tấm ván này sao, tấm ván này chắc cũng để lại được quá, để lại luôn đi. Cái tấm ván nào được thì là dọn cái rác. Ồ, hôm nay thì đỡ hôi hơn rồi, có bệnh ngày qua có xịt thuốc thì giờ đỡ hôi hơn rồi. Đó, giờ gọn gàng sạch sẽ rồi đây. Này là một cái nhà bếp quý vị. Hy vọng rằng hôm nay sẽ làm sạch sẽ vệ sinh ở đây hết quý vị. Sau đó thì sau khi mà dọn dẹp sạch sẽ thì tôi sẽ lót gạch men ở phía này quý vị. Lót gạch men và tường này sẽ quét vôi, quét màu lại hết ha. Đó, bắt điện và bắt nước. Ở trong nhà này thì bắt điện hết lại. Vì trong nhà này cũng có ổ điện rồi đó quý vị. Nhưng mà lúc trước có bắt rồi nhưng mà không có cho xài bởi vì... Đó, như quý vị nhìn thấy này. Ổ điện thì quý vị nhìn thấy là đập bể luôn này, thấy không? Rất nguy hiểm nên là bây giờ là phải bắt lại. Có mặt giường này hư luôn rồi hả chú? Hư rồi. Hư rồi, đúng rồi. Thôi bỏ đi, bỏ lại dơ nữa đúng không? Dơ dạ. Chú. Bắt cả nó với một thịt à. Tiếp thật. Cái ống ngoài Hà Nội cái thang này nó vô dòng nhá nhà ông nhá. Thằng này cũng làm đứa lên chương trình công việc tự tẻ. Mèo vì chạy thì hơn riêng nữa mà. Mèo hắn yếm ở đâu hắn bỏ quân đi đâu. Đâu quần này. Thì ông nào ông bài liệt ông còn đi. Đi mô ông ba mô ông lượm về nãy đi mà về. Ở đây chưa mình là mày hốt hết rồi đấy chứ không. Cái này anh hốt quanh nhà luôn nha anh. Nó làm sạch sạch. Làm sạch luôn mà bây giờ mình đang được hết đi như con dạ dạ dạ. Cái này dục hết đi, dục hết rác này, dục hết đi. Dạ dạ. Ba lại cái mà nhựa thì ba lại cái nhựa đấy, nguồn đó đấy. Mất mất công hộp đây báo. Dạ. Mỗi để đi cho mấy. Dạ có cái gì được thì để lại cho nó. Tại vì mà con ăn được để lại cho con ăn, con người ba ạ. Con đi chào. Mọi người cho cải, người mua cho cải là đủ cái gì. Có cái báo này chưa đây, để cái báo này. Tôi đồng báo dưới đây báo. Để lại, để mà bỏ ra cho báo mẹ tôi đủ. Dạ dạ. Coi coi có mẹ có bỏ tiền không? Nghe cậu nói là mẹ đem tiền theo hết rồi chứ không có để ở nhà. Có, để phải để trong người á. Ừ, mẹ để trong người chứ không có đem cắt ở đâu hết trơn á. Hút giùm em luôn tí nữa, luôn mấy cái này nhanh. Không, muốn thầy xuống chứ. Thôi thấy luôn. Dạ. Một cái đây xe chưa? Rồi rồi rồi. Đi đi, chuyện ngựa mà nó diễn nè. Chuyện ngựa mà chơi hết đó. Gì? Chạy bên đây, gì đây? Chạy đọc cái đông đâu. Rồi gần xong rồi quý vị ạ. Một bên rồi. Đấy này.
Cô nãy nói là tiền bạc là cô đem theo hết chứ không có để ở nhà. Thôi mừng rồi đấy. Cô có nói không? Ờ, có nói. Nói rồi. Hỏi hỏi cô rồi. Nên là yên tâm rồi. Có chừng nó có rắn đó nha cô. Rửa nó phải tươi sạch sẽ, nhưng mà có cái hồi dầu sống tới hăng ngay có thì cũng nha, thì lâu nha. Cho gà ăn đó. À, gà mới. À vậy là con gà mua rồi gà mà. Gà đỏ nó rồi đừng có sợ thằng đi đó thằng quê. Chỉ có tên đi là không phải ra. Dính một cái ngắt luôn rồi. Được. Vì cô chết đi chết kia hổ ra. Chưa thì bỏ cái đường không qua đuôi. Dạ. Em đổ của em bơm được của em sẽ theo trong được ra. Dạ. Chưa bỏ nhau thôi. Dạ dạ. Không có giờ quá. Quá vậy. Rồi xong vội nước sạch rồi có bị vẩy một lớp vôi phía trên á, để 3-4 ngày sau rồi tiếp tục chắc phải là lót gạch men phía trên này. Chú ơi chú vẩy lên bức tường luôn nha chú. Bức tường á, dạ đúng rồi. Cái này vẩy vôi xong rồi chắc cũng xịt thuốc gì nữa mày, xịt thuốc khử trùng gì ha. Vôi mua thuốc bơm. Dạ thuốc bơm hả? Mở làm bạn mua thuốc mùi lắm. Ờ, thế thì ra thì... Thuốc mùi là phải bật giống ngay bên thịt chơi mình xịt được không? Được chứ, mình có bình bơm. Mình xịt được bơm, mình bơm, mình bơm, mình bơm, mình bơm. Đó, còn đồ bảo hồ thì mình xịt được ăn bao không? Mình bừng mỡ đồ mỡ, mình bịt xuống hoặc lại. Thì mình đi bấm ruồng ngoài thì cục ra. Dạ, dạ. Bấm ruồng máy á. Bấm, điểm mà bấm ở trong Mỹ nữa. Không còn được, có bấm vào trong nữa. Vải tường rồi vải quanh hết đi. Ờ đúng rồi, dạ đúng rồi. Để cho sạch chứ không. Ủa. Đỡ rồi. Dạ dạ. Lý quân lý. Sạng meo, sạng trọ đó chứ. Đồng xíu. Đồng xíu hệt cho thôi chứ. Cái vôi này chắc khử cũng được nhiều rồi ha, phải không? Cả đi không như cầu vôi vài được hai đến hai nữa, vài được một không được vài được hai nữa. Nhờ mấy anh đi mai móc đi móc là vải lại được nữa. Vào đây anh. Trắng xóa luôn hả? Rồi con cho nó rắc quánh hai nữa. Cho bên phải đi chủ đấy, bên phải chứ có à bên phải có chủ. Có người bên rồi dạ. Ok rồi đó. Ok rồi đó. Nhà được mang được cửa trông đây. Ờ. Ui, quên nước rồi chú, ra người uống nước rồi chú ơi. Quá rồi, quá được. Nhà là được. Sợ bên đi thì nó được cái nó nước sạch nó được cái mặt. Dạ là mày đi không? Răng chạy với ngàn đầu luôn, chạy với ngàn. Cái đường đi chạy được. Rồi, và cũng tôi nói xong rồi quý vị. À, chắc có thể là ngày mai là cũng ngày mai ngày mốt kia nhờ chú tới để ngày mai tôi tại dọn khu vực này cọ mà về phạt cây cối. Dạ dạ. Đó xịt quen vương về bơm xuống xịt mồi. Bơm số xa xịt mồi thuốc khử trùng gì chú ha. À, khử trùng giúp để xịt một lần đó ha. À, xong thôi là trong ngày mai. Dạ dạ. Hoặc là mà có trẻ thêm thì một cái tôi bơm.
Dạ dạ rồi. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ dạ dạ. Thôi thì tôi cũng xin kết thúc video tại đây quý vị. Thì hôm nay cũng dọn nhà trong đó thì sạch sẽ rồi. Có vải vôi rồi, còn xịt thuốc mũi rồi, xịt khử trùng một lần nữa quý vị. Thuốc thì có nhờ chú làm vệ sinh đó, hỗ trợ giúp cho tôi. Thì hôm nay thì cũng đã hoàn tất cái việc dọn vệ sinh trong nhà rồi. Còn ở phía vườn thì cũng còn một ít nữa thì chắc có thể ngày mai chứ giờ cũng đuối rồi quý vị. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị nha.